số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế, Việt Nam là nước đứng thứ hai thế giới về thị phần xuất khẩu cà phê giai đoạn tháng 2 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, chỉ xếp sau Brazil. Còn xét về năng suất trồng, cà phê Việt Nam đứng đầu thế giới khi đạt 2,4 tấn trên 1 hecta. Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp về cà phê Việt Nam trong những năm gần đây, ông Đỗ Ngọc Hòa, CEO của công ty cổ phần Zen Coffee, tự hào cho biết đã có những bước tiến rất tốt ở nhiều khía cạnh. Cũng giống như là cộng đồng những người mà đang làm cái ngành sản xuất thì chúng tôi có một cái nhận định rất chung và chúng tôi đồng thuận với nhau là gì? Cái chất lượng cà phê của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là trong cái thời kỳ vĩ tính từ 2023 trở về đến 2021 ấy, thì đều là những cái năm mà chúng ta có thể khẳng định rằng chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng chất lượng hơn, tốt hơn về, tức là nhiều hơn về sản lượng, nhưng mà cái công nghệ của chúng ta, công nghệ sơ chế đầu nguồn ấy, chúng ta đã tiến lên được những bước rất là tốt. Với cái việc là có những cái hệ thống, những cái dây chuyền mà chúng ta đã xử lý được cái nguyên liệu gọi là nguyên liệu thô mà có thể hoàn toàn có thể đảm bảo được cái tiêu chuẩn để xuất EU, xuất châu Âu và giảm cái việc là xả thải ra môi trường. Thêm vào đó nữa là thế giới ngày càng ưa chuộng các cái sản phẩm cà phê nguyên liệu thô từ Việt Nam. Điều đấy cũng là một trong những cái minh chứng để cho thấy là gì ạ? Cái ngành cà phê, đặc biệt là cái nguyên liệu cà phê của Việt Nam hiện tại là đang có cái giá trị nâng cao dần trên cái thị trường quốc tế. Từ những lợi thế về sản lượng, chất lượng và cải tiến về công nghệ cũng như nhu cầu trên thế giới về cà phê của Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất hạt cà phê rang xay nguyên chất, tiên phong đưa các sản phẩm cà phê hạt rang xay nguyên chất của Việt Nam ra thị trường cả trong nước và hướng đến thị trường quốc tế, CEO của Zen Coffee chia sẻ. Có một cái niềm tự hào mà chúng tôi vẫn đang làm đó là gì? Zen Coffee tập trung 100% vào các cái nguồn lực, đó là gì? Sử dụng cà phê của Việt Nam. Mà không hề và cũng không bao giờ có cái ý định, ý tưởng để nhập cà phê của nước ngoài về để mình chế biến ra các cái gu cà phê phục vụ thị trường trong nước. Điều đấy nó minh chứng cho một cái cam kết của chúng tôi là gì ạ? Có một cái cam kết của chúng tôi với thị trường, đó là sẽ chỉ mang cà phê của Việt Nam và chúng tôi sẽ làm, tức là thay đổi lại cái bản đồ của thế giới về cà phê. Chúng ta không phải chỉ là nước xuất cà phê thô nữa mà chúng ta phải trở thành một nước xuất cái cà phê tinh, cái cà phê chất lượng cao. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đưa cái cà phê của Việt Nam và cũng như của doanh nghiệp Zen Coffee ra thị trường thế giới thông qua tất cả những cái con đường mà chúng tôi đã và đang khai thác. Đấy là một trong những cái chiến lược dài hơi và chúng tôi cũng đang từng bước để đi qua trên cái con đường đó. Tuy nhiên, sản xuất cà phê tinh, cà phê đã chế biến tại Việt Nam để xuất khẩu ra thế giới vẫn còn những yếu điểm. Ông Đỗ Ngọc Hòa cho rằng còn tồn tại ở một số vấn đề. Cái tư duy ạ, cái tư duy sản xuất và tư duy xuất khẩu thô của các doanh nghiệp, có rất nhiều những doanh nghiệp lớn được ghi nhận ở trên hẳn trên thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Chúng ta đều thấy, nhưng họ đều đi ra một cái luồng tư duy trước giờ, đó là xuất thô, tức là xuất cái cà phê chưa chế biến và chúng ta xuất theo cái dạng là gì? Miễn là được giá, mà chúng ta không biết một điều rằng cái giá trị mà chúng ta nhận được lại từ cái việc mà chúng ta xuất cái nguyên liệu thô đấy nó không hề cao và thế giới họ đón nhận cái sản phẩm đó với cái việc là họ làm nó là các cái nguyên liệu cho ngành thực phẩm, chứ không phải câu chuyện là chúng ta có những cái gu cà phê, có những cái loại cà phê mà có thể chinh phục được khách hàng châu Âu, châu Á, châu Phi. Đó là một trong những cái điều chắc chắn. Thứ hai nữa là cái câu chuyện là thị trường trong nước nó đang mở rộng, tức là cái nhu cầu tiêu thụ cà phê trong nước, tổng cái lượng nhu cầu ấy của cái người uống cà phê trong nước cũng đang tăng dần. Nó dẫn đến là gì ạ? Nó dẫn đến là cái thị trường nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường cà phê hiện tại không được điều tiết bởi một cái câu chuyện chính xác, không được điều tiết bởi một cái cơ quan nào cả. Mặc dù nó là một ngành nông nghiệp nhưng nó là một cái ngành sản xuất thôi. Và thị trường cũng như là giá cả mà doanh nghiệp của chúng tôi đang vận hành thì chúng ta thấy một điều gì ạ? Nó phụ thuộc vào cái câu chuyện đó là cái giá niêm yết ở trên tận sàn London cơ. Đó, chứ nó không phải là câu chuyện của một cái nền sản xuất bền vững ở trong nước. Dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến là cái câu chuyện là cái giá cả nó sẽ có những cái sự thay đổi và bấp bênh. Nó khiến cho cái sự không có cái sự ổn định về mặt chiến lược lâu dài. Thì rõ ràng là cái câu chuyện với một cái doanh nghiệp mà chúng tôi tập trung vào cái việc là sản xuất cái cà phê, gọi là cà phê chất lượng hơn, hướng đến xuất khẩu, thì chắc chắn là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả một cái chiến lược dài hơi rồi. Đó là một trong những cái yếu điểm và những cái khó khăn trong cái việc mà một doanh nghiệp tập trung vào việc sản xuất các cái loại cà phê chất lượng cao. Để tận dụng cơ hội lợi thế của Việt Nam để chế biến sâu sản phẩm cà phê, nâng cao giá trị sản phẩm, ông Hòa cũng kỳ vọng. Với những cái thế mạnh của mình và có những cái điều hạn chế mà mình chưa đạt được,
cũng như là rất nhiều những cái doanh nghiệp khác cũng cùng một cái phân khúc, thì chúng tôi đều có chung một cái điều là gì? À, chúng tôi mong muốn là có một cái sự điều tiết, một cái sự điều hành cái ngành cà phê nó xứng đáng với lại cái tiềm năng của ngành cà phê đang phát triển trong nước cũng như phát triển quốc tế hơn từ phía chính phủ. Hoặc là gì ạ? Hoặc là cái câu chuyện là chúng ta có những cái liên minh, chúng ta có những cái liên doanh để tập trung vào việc là gì? À, chúng ta đảm bảo cái giá trị chung của cà phê để đảm bảo sao nó sự ổn định hơn cho gì ạ? Cho cái người trồng cà phê, cho các cái doanh nghiệp sơ chế cà phê và cho những cái doanh nghiệp về sản xuất tinh chế cà phê như chúng tôi. Tại hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 năm 2021, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ cùng 150 quốc gia trên thế giới, cam kết đưa mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, lộ trình thực hiện tăng trưởng xanh chống biến đổi khí hậu và mục tiêu giảm phát thải về không năm 2050 mà chính phủ Việt Nam đã cam kết sẽ không thể thiếu vai trò và đóng góp của khu vực tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ có những cái giải pháp đồng bộ và những cái giải pháp có thể là nó rất nhỏ, có thể là nó sẽ có một chút những cái tác động đến thị trường. Cụ thể là chúng tôi đã làm gì? À, chúng tôi có những cái chương trình ví dụ như là đổi túi. Ví dụ như chúng tôi cung cấp cà phê cho những cái cơ sở thì chúng tôi sẽ thu lại cái túi đó và chúng tôi sẽ tái sử dụng nó ít nhất phải được 3 lần nữa. Nhưng chúng tôi sẽ cắt ra một cái khoản tài chính nhỏ để chúng tôi hỗ trợ cho chủ quán, thậm chí là hỗ trợ thẳng cho các cái bạn pha chế ở đó. Để làm gì ạ? Tức là chúng tôi giảm cái vòng quay, tức là chúng tôi kéo dài cái thời gian để sử dụng cái túi ni lông hơn. Bởi vì thực ra ni lông nó vẫn là cái gọi là cái phụ liệu, là cái dụng cụ chính của ngành sản xuất thực phẩm. Chúng tôi có một cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự can thiệp và bằng cái thỏa thuận với lại các cái doanh nghiệp vùng trồng. Thì chúng tôi sẽ sử dụng các cái nguyên liệu cà phê nếu như họ có cái quy trình xử lý và họ đảm bảo cái nước thải của họ được xử lý một cách an toàn. Bởi vì thế này, khi mà chúng tôi sử dụng cái cà phê, ví dụ cà phê Robusta, thì nó sẽ là cà phê chế biến khô. Còn đối với cà phê Arabica ở Lâm Đồng ấy, thì nó sẽ là qua một cái công đoạn, nó gọi là cà phê chế biến ướt, tức là người ta sẽ ngâm ủ cái hạt cà phê đó. Thế thì rõ ràng cái câu chuyện là chúng tôi đòi hỏi họ là gì? Cái nước mà họ xả ra đó nó có cái tính axit rất cao. Nếu như họ mà không có cái hệ thống tuần hoàn để xử lý nước đó, thì cái nước đó nó sẽ chảy thẳng xuống khu vực dưới vùng trũng hơn, ngấm xuống lòng đất hoặc là chảy xuống các khe suối. Nó là một trong những cái câu chuyện mà chúng tôi làm rất tin quyết với những cái đối tác mà họ trở thành những cái đối tác cung cấp cái cà phê nguyên liệu cho nhà máy của Dream Coffee. Đó là một trong những cái giải pháp cực kỳ thiết thực. Thế còn ngoài ra thì cái câu chuyện là bán cà phê thì chúng tôi vẫn luôn khuyến khích khách hàng là gì ạ? Mang dụng cụ của mình đến lấy, đúng không ạ? Như chúng tôi bán cho khách hàng mang đến văn phòng để mua một cân cà phê, đúng không? Khuyến khích họ mang cái hộp thủy tinh của họ đến lấy. Và chúng tôi sẵn sàng gì ạ? Chúng tôi tặng thêm quà cho họ. Chúng tôi có thể tặng cho họ một cái túi thơm làm từ cà phê của chúng tôi, được không? Hoặc thậm chí là chúng tôi sẽ gì ạ? Chúng tôi sẽ tặng cho họ đồ uống. Còn không nữa là gì ạ? Chúng tôi sẽ có cái việc là giảm giá. Nếu họ mua một cái số lượng mà chúng tôi tính toán nó phù hợp, thẳng vào cái câu chuyện là họ thay đổi cái việc mang cái dụng cụ đó đến để mua cà phê. Đó là những cái điều rất thiết thực mà chúng tôi đã làm được.